Yo cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Monster Legend. Là mình đây, Tú Trần. Nào, thì hôm nay mình sẽ chúng ta cùng đi vào review ha, các monster mạnh nhất luôn trong cái meta hiện tại luôn cả nhà. Thì mình vừa mới mượn được arc của một bạn ha. Đó, thì trong clan luôn cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video review các quái vật trong này. Ok, thì đầu tiên thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì mình xin cảm ơn Tùng ha. Bạn trong game đó là BigQ. Rồi, nếu mà không có Tùng thì chúng ta sẽ không có clip ngày hôm nay. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào, let's go. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ, đợt trước mình đã làm video đó là chúng ta sẽ phân tích, đó là chúng ta sẽ có một ba bạn A hệ A mới đi, đó là Mater, đó là Chatting và Everick cả nhà. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vào luôn, chúng ta sẽ review ba bạn này luôn nha. Thì của Tùng cả nhà có tới full luôn, full này A, các bạn không biết nhân phẩm thế nào mà bạn ấy gacha ra full hệ A luôn cả nhà. Mà đặc biệt là Chatting, Chatting bạn này là mát luôn, mát lên 150 luôn cả nhà. Wow. Rồi Mater cũng mát luôn cả nhà, quá đã luôn. Đó, Everick thì rank 4. Oh my god, không biết là nhân phẩm thế nào mà sao mà lại random ba bạn này đỉnh luôn. Mới mở có 493 bạn monster nhưng mà đã mát hay A rồi. Quái vật mạnh nhất luôn cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thôi mình không đánh multiplayer nha. Tại vì của bạn cho nên là mình sẽ không đánh đâu. Mình sẽ đánh đi adventure map để cho vui cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi với adventure map cuối đi. Cái 580 rồi hả? Bỏ một số tháng là nó lên cao quá ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn hệ A nha. Rồi ôi đã quá cả nhà ơi. Đó, ba thành viên mạnh nhất trong game rồi chứ nữa. Thì Tùng có cái đá cả nhà. Cái rune, ok rune. Thì Mater sẽ có là Basbit. Ủa, Basbit hết luôn. Basbit nè, 9, 10, 9. Everick thì có là 9, 9, các bạn này là che. Không biết, để mình xem, mình kéo lại camera cho các bạn xem nha. Các bạn đợi mình xíu. Đâu rồi, đây. Mình sẽ kéo lại camera xuống đầu đây. Ok, để đây nha. Ok, thu nhỏ xíu cái nhà. Rồi, Chatting thì 1 Speed và 2 High Speed level 9. Còn Everick thì mình không thấy cái rune đâu ta. Đây, 3 Speed level 9 luôn cả nhà. Như vậy thì không có level 10 cả nhà. À, một bạn level 10 thôi. Rồi, fight nha. Đây skill nè. Rồi mình sẽ để tầm khoảng 2 đi. Apply debug effect. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì ta? khi mà mới vào thì ba bạn này gây các hiệu ứng như thế này cả nhà này. Mù, rồi mù nhẹ 25%, hiệu ứng đốt, sunburn, một cái light quickness với lại một cái nightmare cả nhà. Quay, nó gây một đống sát thương luôn, một đống cái effect cả nhà. Cái chiêu này thì cái chiêu thức tỉnh này mình chưa biết dùng sao này. Apply debug effect, debug. Một là chúng ta gây hiệu ứng cho team này, hai là chúng ta book cho đồng đội. Để xem các cái chiêu này thì chắc là gây cái hiệu ứng cho mấy cái bạn này thì mình sẽ được hồi. Ok, đánh thử nha. Bụp. Rồi chính xác sạc 6 lần như thế nào. Rồi có relic nữa. bleeding. Rồi một đống cái relic mà nó gây sát thương luôn các bạn. Relic từ Everick nhà này. Để xem hồi chưa. Ok. Thì mới đánh có một chiêu diện rộng thôi thì nó bút được 6 điểm rồi cả nhà này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh Everick nhà. Everick thì the original boss. Những người mà bị evasion hả? Ok, hay là mình bút evasion cho bản thân. Ok, thử bút evasion nha. Bút evasion đi. Nhưng mà bạn này chỉ còn có một xíu máu nữa này. Bút evasion thử nha. Đó, lấy một cái thức tỉnh ha, tích cộng 1 rồi cả nhà. Thì ông này sẽ book 3 lần evasion cho bản thân thì ông sẽ full cái thức tỉnh, đúng không?
Rồi bạn này hết máu, hết mana rồi, sạc này. Rồi, chúng ta sẽ cần thêm hai lần nữa. Đây một lần nữa nha, đánh boss này, bùm. Rồi, cầm một lần nữa nha. Như vậy là thêm một lần nữa sẽ được thức tỉnh chiêu cuối của Ivaric. Chết tinh thì để mình xem, bây giờ nó nhiều cái này quá nha, cái relic quá nha, nên mình cũng chưa rõ là cái relic nó bút cái gì luôn. Ok, cái đánh đi ha. Cái chiêu của chatting nha thì sẽ nhận đam bút. Ok, hiểu rồi. Bây giờ bút cho bản thân hả? Nếu mà bút đam cho ổng thì ổng sẽ hồi chiêu này. Ok, bút. Cầm một. 27.900 power. Oh my god. 79.900 cái đam cả nhà. Bây giờ sao ta, làm thêm một đợt bút nữa hả? Thôi mình đam trước nè, đam trước cái nhạc bum. 774.000 đam, thêm một cái relic 300.000 nữa. Cái team này mạnh quá, không thể review được cả nhà. Chắc phải tách từng cái bản lẻ ra cả nhà thì mới review được, chứ mạnh quá rồi. Quay mặt mạnh giá mang rồi các bạn. Để xem. Rồi chúng ta sẽ đánh lại đi. Ok, chain team ta sẽ, mình sẽ chỉ bỏ một mình chatting vào thôi. Và một đội Skeko. Ui, toàn bộ các quay vật 150 hectare. Kinh Adam rồi, hai tan cái nhà. Chúng ta sẽ có hai tan đi. Ok, chúng ta sẽ nhường chatting bút đam cho ổng đi. Rồi khi mà mới vào thì được bút một cái nữa rồi này. Tiếp tục. Tiếp. Rồi. Đàm to quá các bạn. Ok. Không biết làm sao để kích hoạt cái thức tỉnh đây. Thêm hai cái nữa, thêm hai cái nữa các bạn. Rồi bút một cái nữa này. Ok, thêm một cái nữa nào. Thiếu một cái nữa. Sạc đấy nha, sạc mình sạc nha. Ok, hôm nay có cái gì bút dành cho setting không ta? Không có nha, sạc. Rồi thêm một phát nữa nào, bút nào. Đam cái này đi, bùm, rồi thức tỉnh. Yeah, lên. Đồ, thành god liền. Nhưng mà cái áo của mình, cái blue stack cái nhà nó bị lỗi, cho nên mình không thấy được cái hình của setting. Không thấy. Không thấy siêu nhân cả nhà, nói chung là không thấy siêu nhân. Uống ta. Không biết là trên cái điện thoại hay là iPad có thấy không ta. Hơi uống ha. Rồi, khi mình chơi skill các bạn thì nó chai disable này. Rồi nó mega stun. Xóa tất cả hiệu ứng luôn từ đối phương. Gây một lượng sát thương nặng hệ light. Wow. Rồi, một phát nha, làm một phát này, boom. Đó, thấy hình rồi nha. 664.000 cộng với lại một cái của hiệu ứng của relic cái nha, 300.000 là 900.000 đam. Wow. Amazing ha. Tiếp tục test nha, test qua. Chúng ta sẽ đi qua Everick nha, Everick lại nha. Rồi, chúng ta sẽ qua Everick cả nha. Rồi, đánh nào. Book Evasion. Ok, Book Evasion. Đây. So, bạn này chúng ta sẽ có một tan đây ha. Ok. Centum. Hồi là đem cái team nó có relic mạnh quá cả nhà. Ok, sạc nào. Tiếp theo là ú. Đi hết team rồi. Next way. Ok, book evasion nữa nào. Đây, một cái evasion nữa. Khắc hệ nên cho nên là đánh 1 triệu đam luôn các bạn. Wow. Amazing. Mới mình bạn chỉ add cái rune speed thôi mà mạnh giá mà. Sạc nào. Ok, rồi bút một cái evasion. Ôi không có hả. Ok, sạc tiếp nào. Ion có bút evasion cho team không? Không.
Aeon, nếu mà chúng ta đem đi theo với chung với Justin là sẽ kích hoạt cái thức tỉnh nhanh cho Justin thế nào. Sạc nào. Rồi thì Everick nha, vừa chống sự diện rộng này, chống phía, chống luôn cái vô sinh sinh. Wow, quá kinh luôn các bạn. Bút thêm một cái này cả nhà. Bum y đừng, bút đừng có đi nha, đừng có đi, thức tỉnh. Yes, rồi có một cái đầu lâu xuất hiện rồi. Chúng ta thành God, God Rider rồi ha. Rồi chơi chiêu các bạn. Bút thôi, hồi sinh tất cả các đồng đội với 50% máu các bạn, và sau đó là nhân đôi đam cho tất cả đồng đội và áp dụng ha cái possession cho đối phương. Ok, đánh được ở đâu, dùng ở đâu, sao ta, ở sao mình không dùng không được, hiểu rồi, có nghĩa là hình như là team chưa có ai ID cho nên là không bút được các bạn, team không có ai ai chết cho nên là không sử dụng được thì phải, hoặc là cái máy mình cái ứng dụng của mình bị lỗi. Không, mình nghĩ là không có bạn nào đi ấy, không có bạn nào chết cho nên là không áp dụng được cái chiêu này, đúng không? Chính xác rồi, chính xác rồi các bạn. Kỳ ta kết đứng ngồi xem tử không được không ta. Ok, chắc dùng chiêu khác thôi. 1,6 triệu đam, amazing. Kinh ha, quá đạn luôn các bạn, mạnh quá, mạnh quá. Rồi thì như vậy tổng kết lại thì chúng ta sẽ có setting này, rồi Everick này, đó các bạn, quái vật siêu mạnh luôn các bạn, mạnh quá đi. Hết sức tự. mới run 4 này, 140 các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem các skill như thế nào nha. Đầu tiên là Everick nha, chúng ta sẽ có đó là đây mình sẽ chọn chiêu đó này, Knight Godfather, the father of all gain cái nhà Evader với lại Shadowhand. Ok, còn về chatting thì bạn này sẽ chọn cái chiêu gì đây, mình sẽ tìm chatting nha. Thôi chúng ta xem Mater trước ha, Mater cái nhà chuyên gia thì skill đó là Waning the Web cái nhà, rồi Bombast Master Boon, Destiny by My Design ha, và Tweet of the String. Đó, đây là các cái chiêu mà Tùng chọn ha. Đó, khá là nhiều relic nha. Relic chúng ta xem đó là bạn này á, đó là cái Mater trên cái relic của bạn này luôn. Cái agency của bạn này luôn cả nhà. Cái agency này thì khi mà chết thì nó sẽ hồi sinh 290.000 máu. Wow, một lần sử dụng các bạn. Cũng như là giảm mana này. Rồi cái này thì cũng là xóa mana luôn, cũng như là rất nhiều hiệu ứng. Cái này mình dịch ra chắc cũng mỗi bạn là rất đau đầu luôn cả nhà, rất là đau đầu luôn. nhiều hiệu ứng quá ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ xem qua chatting nó nằm đâu rồi. Chatting, oh my god, thì chết nè. Ok, skill chúng ta sẽ có đó là Pin of Rightonet với lại Hornstay, cũng như là Luminous Scale of Chattai, cũng như là Impartility ha. Là các cái chiêu của bạn Tùng chọn cả nhà. Các nhà có thể tham khảo nha. Về Relic thì bạn dùng một cái Electra Baton Sword với lại Killer Rock Armor. Rồi cả nhà. Ok, như vậy là mình đã review sơ các quái vật cũng như là top mạnh nhất rồi cả nhà, top mạnh nhất trong Monster Legend hiện tại rồi và xếp hạng trong đó rồi. Nếu các bạn thích mình làm cái review về bạn nào thì có thể bình luận nha, mình sẽ tiếp tục mượn ạc của các bạn và làm video cho cả nhà cùng xem. Rồi, hy vọng các bạn sẽ thích cái video cũng như là cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cũng như là xem video. Dạ, bye bye, hẹn cả nhà các video lần sau. Ok, chúng ta cùng tiếp tục chờ các series sau nha.